vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có buổi tiếp tiến sĩ Kambis Kawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức, đại diện được ủy quyền của bang Hessen trong điều phối các hoạt động với Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng tiến sĩ Kambis Kawami vừa được nhận phần thưởng huân chương hữu nghị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với những đóng góp trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam và Đức nói chung, bang Hessen nói riêng trên nhiều lĩnh vực. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức, mong muốn tiến sĩ Kambis Kawami tiếp tục góp phần vào sự phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Đức nói chung, bang Hessen nói riêng. Trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, chuyển đổi số, chuyển giao khoa học công nghệ, các lĩnh vực ưu tiên như giáo dục đào tạo, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của Đại học Việt-Đức trong thời gian tới. Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự ghi nhận đánh giá cao của Nhà nước Việt Nam, đồng thời khẳng định với tình cảm và trách nhiệm sẽ tiếp tục đóng góp sức mình nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả và quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và bang Hessen ngày càng phát triển hơn.